Một câu chuyện dở khóc dở cười dưới đây đang viral trên mạng xã hội Twitter, chẳng là một anh nhân viên được sếp tặng thịt bò hảo hạng, anh nhân viên hí hửng đưa vào nhà bếp chế biến thì phát hiện ra sự thật chát lòng. Chuyện là một vị sếp của một công ty được đối tác tặng cho một khay thịt bò hảo hạng. Vị sếp này cũng không nghĩ gì, liền đưa cho anh nhân viên làm quà. Anh chàng cũng không đọc quá kỹ bao bì mà cất luôn vào tủ lạnh. Một ngày nọ, anh chàng hí hửng nhớ đến miếng thịt và đưa cho nhà bếp nấu ăn, thì sự thật mới được hé lộ. Hóa ra đó không phải là thịt bò mà là khăn tắm. Tình huống này khiến tất cả nhân viên trong công ty cười bò vì ai thoạt nhìn cũng không thể phân biệt nổi. Sở dĩ miếng thịt gây nhầm lẫn như vậy là nó được dệt họa tiết quá tinh xảo. Bên ngoài nhìn rõ từng lớp vân thịt, các đường mỡ nạc xen lẫn hoàn hảo, giống y hệt bề ngoài của miếng thịt bò hảo hạng. Bao bì của chiếc khăn tắm kỳ lạ này còn được mô phỏng như khay thịt trong siêu thị, nên nếu không đọc kỹ nhãn mác, có lẽ ai cũng sẽ nhầm. Tại Nhật Bản, chiếc khăn tắm này là sản phẩm nổi tiếng của tỉnh Mie. Hàng chục nghìn người đã bị lừa vì hình dáng quá chân thực của chiếc khăn tắm này. Còn bạn, nếu được thấy miếng thịt bò này, thì liệu bạn có nhận ra liền được không? Hãy cùng chia sẻ nhé!